Xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay theo yêu cầu của rất nhiều hội viên thì Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy mang chủng của Hà Nhi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài này chúng ta chỉ nhảy theo một hướng duy nhất thôi. Và chúng ta có tổng cộng 4 tổ hợp. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các tổ hợp để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chuyển 1, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, chuyển bước sang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kết thúc. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần intro nhé. Ở phần intro này, được chưa? Thì các bạn hai chân đứng rộng bằng vai và chúng ta tay chúng ta đẩy, chúng ta đưa sang hai bên, được chưa? Tay đưa sang hai bên, đó, tay đưa sang hai bên. Các bạn thả lỏng cái cổ tay ra nhé. Sẽ làm hai lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Thì các bạn cứ thả lỏng cái tay cho mình nhé. Ok. Vậy là chúng ta xong phần intro này. Được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp đầu tiên này. Được chưa ạ? Tổ hợp đầu tiên thì chúng ta sẽ làm 4 lần 8 nhịp nhé. Bước chân sẽ là như này. Được chưa ạ? Đầu tiên là chân trái. Chân trái các bạn trụ bằng chân trái này. Chân phải chúng ta để bằng mũi chân này. Được chưa ạ? Và chúng ta đẩy sẽ đi là 1, 2, 3 và 4. Các bạn hình dung không ạ? Một lần nữa nhá. Nào 2, 3 này. 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo chân chúng ta đưa lên giống cumbia. 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Và khi về thì các bạn lại làm về phía bên phải bên này đúng không? Thì đẩy ra lại 1, 2, 3 và 4. Đúng không ạ? Và đẩy tiếp 5, 6, 7 và 8. Đấy là không có tay. Và bây giờ là công tác có tay này. Được chưa ạ? Tay thì các bạn để cho mình như này, được chưa ạ? Nhái. Tay úp mở, úp mở, úp mở. Được chưa ạ? Tay thì các bạn sẽ để như này, được chưa ạ? Tay úp nhá, úp mở, úp mở. Úp mở các bạn hiểu không ạ? Đây cái tay bằng bàn tay của mình như này nhá, để xuống. Úp mở các bạn cứ đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào nhá. Thì khi mà mình quay mặt về đây nhá,
Ok, thì mình sẽ làm theo hướng bên này trước đúng không? Thuận theo hướng của các bạn đúng không? Thì đây mình đang soi gương đúng không? Xong tí mình sẽ quay lưng lại đúng không? Thì các bạn sẽ có bước là đẩy tay này, được chưa? 1, 2, 3 và 4, được chưa? Tiếp theo, tay đưa, chúng ta sẽ đưa theo kiểu chèo thuyền ấy. 5, 6, 7 và 8. Mình làm lại nhá. Nào, tay này 2, 3 này. 1, 2, 3 và 4, được chưa? Thì tay lên đây và đẩy 5, 6, 7 và 8. Tay với chân đi ngược nhau giống động tác chèo thuyền ấy các bạn không? Chèo thuyền ấy, đúng không ạ? Ok, thì tương tự sang bên này thì các bạn làm tương tự y như vậy nhá. Chúng ta lại có động tác là 1, 2 đúng không? 3 và 4 thì sang 5, 6, 7 và 8. Được chưa ạ? Đây là mình quay mặt về đây để cho các bạn nhìn cái động tác tay nó rõ. Bây giờ mình sẽ quay mặt về đây nhá. Ok, rồi. Rồi, và khi các bạn đi ráp thành bước với nhau thì nó sẽ thành như sau này, đúng không? Nào, 5, chúng ta đi vào nhá. Đẩy sang này, 2, 3 này. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vậy là chúng ta có tổ hợp đầu tiên nhá. Ok, đấy. Thì mình đã đi xoay mặt lại rồi thì các bạn nhớ nhá, cái tay này chúng ta úp này, úp mở, được chưa? Tay này, được chưa? Đấy, bên này thì chưa? Úp mở, úp mở, úp mở, đẩy ra thì úp mở, đưa vào, đưa vào, đưa vào. Còn khi các bạn chưa quen thì các bạn cứ đưa, 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 đưa. Bên này đưa, 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 được chưa? Cái tay này cũng tương đối rồi. Các bạn nhớ làm thạo chân trước rồi hãy tập tay nhá, không kiểu bị loạn. Mình nghĩ là cái tổ hợp đầu tiên là cái tổ hợp khó nhất, được chưa? Tiếp theo đến cái tổ hợp thứ hai thì dễ rồi, được chưa? Thì chúng ta sẽ có động tác là hai lần 8 nhịp này. Đầu tiên này, các bạn này, nhờ, tay trái chống eo này, tay phải chúng ta đưa ra có bước side step đưa ra, tay phải đưa ra. Đấy, các bạn hình dung không? Chúng ta sẽ có động tác là như này. Đúng không? Tay đưa nắm ra. 1 2 3 4 và đưa lên. 5 6 7 8 đúng không ạ? Thì các bạn để ý cho mình này nhá. Nào 2 3 này. 1 2 3 4 đúng không? Đưa lên. 5 6 7 8 được chưa ạ? Ok, đến câu 8 thứ hai này thì chúng ta sẽ có 4 bước nháy cha cha này, sẽ có là 1 và 2, được chưa ạ? Tiếp tục 3 và 4, tiếp tục 5 và 6 và cuối cùng 7 và 8. Và chúng ta lặp lại một lần nữa là xong đúng không? Lại tiếp tục, lại lặp lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được chưa ạ? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? Ok, rồi mình đi bên này nhá. Bây giờ chúng ta đang soi gương với nhau nhá. Ok, để cho các bạn nhìn cái tay đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta đi bên tay phải trước đúng không? Thì sẽ là 1, 2, 3, 4 tiếp tục 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 tại lại 3, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, thì chúng ta đã xong tổ hợp thứ hai các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta đến với tổ hợp thứ ba này. Tổ hợp thứ ba này thì rất dễ thôi, được chưa? Các bạn đang đứng chụm như này nhé. Rồi, bây giờ tay chúng ta sẽ đưa từ cái phần phía bên trên đầu một chút thôi. Tay các bạn để tạo hình như này, được chưa? Và chúng ta sẽ di chuyển tay vừa đưa sang, chân vừa bước sang, đi bước single step này. Sẽ có là 1, 2, 3, 4, được chưa? Chụm vào, được chưa? Và chúng ta trả lại là 5, 6, 7, 8, được chưa? Thì các bạn chú ý là các bạn làm chậm chậm một chút nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có bước xoay. Chúng ta bước xoay sang ngang, được chưa? Sẽ là xoay sang ngang này. 1 này, 2, 3, 4, chụm chân vào, tiếp tục xoay về 5, 6, 7, 8, được chưa? Đấy, thì có hai động tác như vậy và chúng ta lại lặp lại một lần nữa, lại tiếp tục là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xoay 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta đến tổ hợp cuối cùng này. Vậy thì cho mình nhá, các bạn dùng tay phải này, được chưa? Tay phải, tay trái chúng ta còm này, tay phải này chúng ta để cầm này này, được chưa? Và chúng ta chuyển trụ chân phải này. 1, 2, 3, 4, các bạn hình dung không ạ? Chúng ta dậm tại chỗ. 1, 2, 3, 4, được chưa? Và chúng ta bước chân phải lên
5, 6, 7, 8, được không? Khi mình làm xoay như này thì các bạn chú ý cái tay phải nữa nhé. Đấy, tay phải để ở cằm này. Chúng ta dậm chân phải trước này. Bắt đầu vào này, 5, 6, 7 vào này. 1, 2, 3, 4, được chưa ạ? Đến 4 này, tiếp tục 5, 6, 7, 8 thì bước chân phải lên đi hình quả chám này. Nào, 5 này, được chưa ạ? 6 này, 7 này, 8, được không ạ? Ok. Tiếp theo sang bên tay trái nhé, thì cũng làm tương tự như vậy. Tay trái thì tay phải ở dưới, tay trái ở trên, các bạn để cầm này, được chưa? Chúng ta dậm chân trái trước nhé, chân trái bước chuyển trụ sang này. 1 này, 2 này, 3, 4 này, đúng không? Và chúng ta bước chân trái nhé. 5, 6, 7 và 8. Các bạn để ý rằng khi mà các bạn đi thả rồi nó sẽ thành như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi các bạn đi thạo rồi thì cơ thể nó sẽ chuyển động uyển chuyển, nhìn trông rất mềm dẻo, được chưa? Nhưng mà khi các bạn chưa đi được dẻo ấy thì các bạn cứ bước bình thường. 1, 2, 3, 4, chuyển trụ cho mình thật đúng bên vào thì sẽ làm được nhé. Bây giờ mình sẽ quay gương lại này cho các bạn đi theo này. Nào, nhá. Nào, đầu tiên là tay phải nhá. Tay phải này, được chưa? Để cầm này. Là chân phải dậm trước này. 1, 2, 3, 4 và bước lên. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo đến chân trái này. 2, 2, 3, 4 và lại chân trái bước lên. 5, 6, 7, 8 lại trở về chân phải. 3, 2, 3, 4 và bước lên. 5, 6, 7, 8 và kết thúc. 1, lại và chúng ta lại làm bên chân trái. 4, 2, 3, chân trái. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Ok, rồi. Vậy là chúng ta xong 4 tổ hợp nhé. Cho đến đoạn kết bài này thì chúng ta lại lặp lại cái động tác ở tổ hợp đầu tiên nhé. Lại bước 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ lặp lại cái này 3 lần 8 nhịp nhé. Sau khi đi 3 lần 8 nhịp xong này, chưa thì các bạn chỉ có động tác như này, đúng chưa? Các bạn đầu tiên là bước chân phải sang này. Bước chân phải sang, hai tay chúng ta dang ra. Đấy, dang ra giống như cánh chim ý. Chúng ta bước sang này, sẽ đếm là 1, 2, được chưa? Thu về 3, 4, chân này. Chân bên nào thì chân đấy, được chưa? Kiễng, được chưa? 3, 4 và chúng tùng. Chúng ta tay này đưa bên nào thì đưa sang bên này trước này. Sang bên phải trước thì tay sang bên phải trước này. 5, 6, 7, 8, đúng không ạ? Mình làm lại này. 2, 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Sang bên trái làm tương tự y như vậy. Tiếp tục 2, 2, 3, 4, được chưa? 5, 6, 7, 8. Lại lặp lại tiếp tục 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần sang bên này tiếp tục 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và đến đây là chúng ta kết thúc bài ạ. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.